đẹp muốn mớm nè, bữa nay lấy xương nhìn không ra luôn á nha. Trời ơi. Ừ, em tưởng ai? Em tưởng cô gái nào chứ? Nhìn không ra luôn á. Nhìn ra thiệt. Trời ơi. Đâu rồi? Có chiêu rồi. Ừ đúng rồi đó. Bữa nay anh bao mì ga lăng nha. Bữa nay ga lăng nha. Ai? Anh không thích bao mì thôi. Sao vậy? Là mắt không đủ 8 phút hả? Em quỷ nhanh quá. Nó giỡn cái nhà ơi. Bộ em lo dắt xe vô. À dạ. Rồi lon hôm nay mà anh nhìn không ra luôn. Em mùi hả? Hả? Đen hôm nay, hôm nay nón đen nguyên một bộ đen luôn. Nguyên set đen không? Nguyên set đen luôn. Đen luôn. Cảm ơn nhiều quá. Mấy cô chú anh chị nhắn tin hỏi cái chuyện luôn ơi. Lâu quá bữa nay quay lại shop con buôn lai cả nhà. Tối anh như em qua shop con buôn lai, khán giả nói. Khán giả nói qua bên đó quay đi lâu lắm rồi, không có thấy quay bên đó. Ơi, thôi mẹ. Con này thiệt á. Quen mà. Già khó tính. Già khó tính. Mình gặp nhau cái năm nay rồi mà. Mình gặp nhau là làm ngơ đó. Trời ơi. Giờ về ăn nè mới. Anh nói thôi để cho em buôn bán rồi qua bển quay hoài ngại quá. Khán giả nó lâu không thấy ai quay mà. Có ai đâu. Chị Lương hồi sáng về nghe chị Ni với chị Mèo nói gì không? Nói gì? Ông xin lại. Không, đi chị ở ngoài đường. Ngoài đường chạy xe sao nghe. Hả? Ông bụng bự, ai ông nói lầm. Ok. Hay nãy hai chị em ngồi like. Dạ. Hôm nay chị có like không? Tối nay like nè, like nha cũng tốt. Ủa trên cái cái liên mà anh ghi mà anh bán ở lon sao anh thấy nước hoa gì đó anh không thấy trong đó ta? Chắc chưa cập nhật chứ. Dạ. Ừ, chứ nó có 13 liên sản phẩm mà. Nó mới 13 tấn. Rồi khán giả hỏi anh cái gì tẩy tế bào da chết gì đó, cái đó anh có không? Có hả? Cà phê đó anh. Số máy của anh Khao cà phê đó. Bấm vô thấy link được máy em bấm vô. Tế bào cà phê đó. Tùy theo máy, không phải là máy nào kênh nào nó cũng có gắn link được. Cô Tài gắn không được. Cô em cũng đâu gắn. Ờ cô nắng sưng cô không gắn được. Ờ sao có máy anh nè. Cái đường lên công nghệ chỉ nằm trong đó thôi. Anh với máy gì tăng gắn được. Tài nó sưng gắn được, ba miền cô không gắn được. Núp lùm với anh, trời tướng anh mà núp là bảo đảm. Đét dế liền. Từ từ giờ chưa mở máy gì. Tao trời, ngồi chứ gì. Bây giờ đang ngồi phản biện với trời ơi, này giò chưa để chiều trúng số nè. Trời ơi. Khoe đó. Nghe nhà nghe giờ đó, khoe đó. Khoe 6-7 hay gì á. Ủa chị Lo, hồi nãy em thấy tấm hình tăng cho em coi á, chị đâu mà đi đâu mà đẹp vậy chị Lo? Mình đâu trời. Mình mặc áo đỏ đỏ đó. À đó đó hả? Đâu có đi đâu. Trời đâu có đi quay MV bên BH á. Dạ. Ủa gì? Làm cô dâu mới. Trời đâu có, em già rồi anh. Dâu mình nổi quay MV hả? Bóp với BH nữa anh. À BH luôn. Nay em có hợp tác với BH nữa mà. Ủa làm MV là hát hay là sao chị? Mấy nhạc á. Nhạc hả? Ủa vậy là chị Hồng Loan hợp tác với lại BH ha. Rồi sắp tới là sẽ những cái hình ảnh của Bắc Nam chị sẽ đẩy lên tiếp hả chị? Đúng rồi. Rồi lên tiếp trên kênh. Kênh. Kênh riêng hả? Kênh khác nữa hay sao? Kênh của BH riêng rồi. À, BH nó đẩy hay là chị đẩy? BH đẩy. À nhưng BH. Mình có mình đẩy vô. Thì kênh của chị cũng có luôn đúng không? Hả? Kênh chị cũng bấm đăng được đúng không? Đúng rồi. Nhiều video không chị? Hả? Nhiều không? Cái tờ chắc cũng nhiều à. Cả trăm cái à. Lo có ra những cái MV ca nhạc không? Em... Có anh đó là em làm MV ca nhạc. MV ca nhạc. Cái thứ BH. Gọi là yêu hát. BH yêu cầu là em phải ra lâu lâu em phải ra một cái MV đăng lên. Không bỏ chị Lon đi về miền Tây làm nha, ăn chột nữa hả chị Lon? Hả? Về miền Tây ăn chột nữa hả? Dân làm thắng cảnh. Dân làm thắng cảnh hả? Sao mà chị cứ thích về đó hoài vậy? À, chỗ đó nó đẹp hay sao? Chỗ đó đẹp. Chào. Tự nhiên thấy chỗ đó nó đẹp. Còn ngọn ha. Rồi. Lần sau đi nhớ gọi em với em không biết chỗ đó làm sao. Ôi trời ơi, đi biết chỗ tôi sao. Tôi còn hấp dẫn rồi. Mà sao miền Tây thì có nhiều địa điểm mà lại chị thích cái địa điểm là về đó mới hay chứ. Nó gần, nó sát bên. À. Ừ, đi nó dễ. À chắc có lẽ là chị cũng khoái vô đó. Ừ. với anh thấy chục đồng. À, với chục hả? Với anh thấy chia sẻ là người Hậu Giang rất là nhiều người dễ thương. Đúng rồi. Đúng không? Ờ đúng rồi, em thấy người ta trời. Mọi người chụp hình với chị quá trời luôn. Rất là nhiều người. Bữa hôm có chị gái chụp hình chống chị thấy không? Hay. Bà con em đó.
Vậy hả? Dạ. Em thông báo cho chị em biết chạy lại đó. Tại vì gia đình em ủng hộ chị mà. Cảm ơn nhiều nha. Bữa em có báo chị trà đá qua hả? Có, chị trà đá nữa. Tại nói về Hậu Giang ngàn người thương mà chỉ có một người à. Đây fan chị đứng sau lưng nè. Ai cũng thương hết trơn á. Fan à, fan đứng sau lưng nè, thấy không? Trời quá trời. Ngồi cho em vô cơm mọi người ơi. Xong chưa cho em vô cơm. Cơm hả chị? Dạ rồi thôi chào để cho người cơm. Để lo cơm nha. Bye bye, cơm để lát hồi còn đi live nữa. Ủa? Đi cơm gặp lại thầy cũng tệ hả? Hả? Đi gặp thầy cũng tệ hả? Đi live cha ơi, đi đâu? Đi live, đi lên Gia Lai nha. Đi live. Lai, tưởng như lên Gia Lai. Đời em chưa được đi xa đâu. Okay, nha. Lai tốt ở đây ở nhà ha, lai ở văn phòng chị. Trên bên kia. Bên kia. Ờ, bên kia. Rồi, để cho chị lo cho chị chị cơm cơm cả nhà. Ăn cơm miếng chuột hả chị? Ăn về ăn cơm. Hôm nay đói bụng. Xương chuột. Rồi, bye bye em. Xương chuột. Chúc buổi trưa. Buổi trưa vui vẻ ăn cơm đi mấy anh ơi. Rồi, bye bye em. Dễ thương nữa nha. Rồi, dễ thương nữa cả nhà. Đó, thì... thầy... Hồng Loan thì sáng cũng đi ngoài cũng có live buồn cả nhà. Tối nay thì Hồng Loan sẽ live trên top top nha. Rất là nhiều sản phẩm ha cả nhà ha. Tối nay cô chú anh chị nào đó, thì tối nay cô chú anh chị nào mà mình ai muốn săn hàng mỹ phẩm cũng như là ăn vặt của Hồng Loan thì cô chú anh chị mình hãy vào top top võ Hồng Loan để mình săn nha cả nhà. Đây ở trên top top thì nói chung là trợ giá thường xuyên lắm cô chú anh chị. Nếu mình mua hàng trên top top mình sẽ được rất là nhiều cái lợi, có những cái voucher nữa. Nên là cô chú anh chị nào mà mình chưa có top top á, đến giờ mình vẫn chưa biết cách mua hàng trên top top á, thì mình tải top top về đi cả nhà để mình săn hàng giá rất là hời luôn. Trên top top nào cũng giá cũng ok hết á cả nhà. Và ngoài thì trên top top ngoài mỹ phẩm ra, kem chống nắng, kem mặt ra thì còn có ăn vặt cũng như là mít sấy nè, và rất là nhiều sản phẩm khác. Ngoài ra thì có nước tương và nước mắm thực vật, cả nhà mình ăn chay ăn mặn đều được nha cả nhà. Đó, thì Hồng Loan một ngày thì rất là nhiều việc, ngoài buôn bán ra thì nãy như Hồng Loan có chia sẻ đó cả nhà, thì cũng đi làm những cái dự án, những cái MV đang quay MV nha cả nhà. Thì những cô chú anh chị mình ai mình yêu thương Hồng Loan, ủng hộ Hồng Loan thì có thể săn hàng ở trên mình ủng hộ kinh tế, mình săn hàng trên phở bò hoặc là ở trên top top nha cô chú anh chị nha. Giờ Hồng Loan tranh thủ nghỉ tí xíu để tối nay like, tối nay sẽ gặp cả nhà. Ở bên shop thì giờ này cũng mấy bạn cũng đang nghỉ trưa, nhưng mà nếu cô chú anh chị mình đến mua hàng thì cả nhà mình cứ đẩy cửa vào thì mấy bạn sẽ bán cho mình nha cả nhà nha. Dạ rồi, có lẽ là Nói Sương cũng xin phép tạm dừng video ở đây nha. Nói Sương chúc cô chú anh chị mình một buổi chiều nhiều niềm vui và luôn gặp nhiều may mắn nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn cả nhà.